37. Người chân nhân một Này các tỷ kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám? Cho vật trong sạch, cho vật thù diệu, cho đúng thời, cho vật thích ứng, cho với sự cẩn thận, cho luôn luôn, tâm cho được tịnh tính, sau khi cho được quan hỷ. Này các tỷ kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Trong sạch và thù diệu, đúng thời và thích ứng, đồ ăn và đồ uống, luôn luôn làm bố thí trong các ruộng tốt lành. Sống theo đời phạm hạnh, không có gì hối tiếc, bố thí nhiều tài vật. Những bố thí như vậy được bậc trí tán thán. Bậc trí thí như vậy với tâm tính giải thoát, không hại tâm an lạc. Bậc trí sanh ở đời. 38. Người chân nhân hai Này các tỷ kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho người phục vụ người làm công đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho bạn bè thân hữu đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho các hương linh đã mất đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vua chúa đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho sa môn bà la môn ví như này các tỷ kheo một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người cũng vậy này các tỷ kheo bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho người phục vụ người làm công đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho bạn bè thân hữu đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho các hương linh đã mất đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vua chúa đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho sa môn bà la môn vì lợi ích nhiều người bậc trí sống gia đình không mệt mỏi ngày đêm cúng dường thật đúng pháp mẹ cha và tổ tiên nhớ ngày trước đã làm đối xuất gia không nhà kính lễ bậc phạm hành, tin dưỡng trú cúng dường biết pháp khéo xử sự là người đem lợi ích cho vua cho chư thiên là người đem lợi ích cho bà con bạn bè là người đem lợi ích cho tất cả mọi người khéo ăn trú diệu pháp nhiếp sang tham cấu quế hưởng cuộc đời hạnh phúc 39. nguồn nước công đức này các tỷ kheo có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả vị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám? ở đây này các tỷ-kheo, thánh đệ tử quy y Phật, này các tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả vị thục an lạc, đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử quy y Pháp, này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử quy y tăng, này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, bà la môn có trí khinh thường thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các tỷ kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn và la môn có trí kinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên quả dị thục an lạc đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc lại nữa này các tỷ kheo thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho từ bỏ lấy của không cho đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi không hận thù không hại vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi không hận thù không hại này các tỷ kheo đây là bố thí thứ hai là đại bố thí được biết là tối sơ được biết là lâu ngày được biết là truyền thống cổ xưa trước không tạp loạn hiện tại không tạp loạn tương lai không tạp loạn không bị những sa môn và la môn có trí kinh thường này các tỷ kheo đây là nguồn nước công đức thứ năm là nguồn nước thiền món ăn cho an lạc làm nhân sanh thiên quả dị thục an lạc đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc lại nữa này các tỷ kheo thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục từ bỏ tà hạnh trong các dục đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi không hận thù không hại vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi không hận thù không hại này các tỷ kheo đây là bố thí thứ ba là đại bố thí được biết là tối sơ được biết là lâu ngày được biết là truyền thống cổ xưa trước không tạp loạn hiện tại không tạp loạn tương lai không tạp loạn không bị những sa môn bà la môn có trí kinh thường này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức. Thứ sáu, là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử đoạn tầng nối láo, từ bỏ nối láo, đem cho không sợ hãi, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại, cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn không bị những sa môn bà la môn có trí kinh thường này các tỷ kheo đây là nguồn nước công đức thứ bảy là nguồn nước thiền món ăn cho an lạc làm nhân sanh thiên quả dị thục an lạc đưa đến cõi trời dẫn đến khả ái khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc lại nữa này các tỷ kheo thánh đệ tử đoạn tần đấm say rượu men rượu nấu từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại, cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám. Nguồn nước thiện dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 40. Rất là nhẹ Này các tỷ kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. quả dị thuộc hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. này các tỷ kheo lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. quả dị thuộc hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản. Này các tỷ kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thuộc hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự quán thù của kẻ địch. Này các tỷ kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thuộc hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật. Này các tỷ kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thuộc hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ dở. Này các tỷ kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thuộc hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý. Này các tỷ kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thuộc hết sức nhẹ, nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận. Uống rượu men, rượu nấu, này các tỷ kheo, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thuộc hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn. Năm La Mã Phẩm Ngài Trai Giới 41. Các Trai Giới Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabenika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đã thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo ngài trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành thời có được quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn như thế nào này các tỷ kheo là ngài trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành thời có được quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn ở đây này các tỷ kheo thánh đệ tử suy nghĩ như sau cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trường bỏ kiếm biết tàm quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trường bỏ kiếm biết tàm quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ nhất được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận lấy của không cho từ bỏ lấy của không cho chỉ lấy những vật đã cho chỉ mong những vật đã cho từ sống thân tình không có trộm cướp hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận lấy của không cho từ bỏ lấy của không cho chỉ lấy những vật đã cho chỉ mong những vật đã cho tự sống thanh tịnh không có trộm cướp với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngài trai giới đây là chi phần thứ hai được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận phi phạm hạnh hành phạm hạnh sống xa lánh từ bỏ dâm dục hèn hạ hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh hành phạm hạnh sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật. Y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt đời với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ tư được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ năm được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm từ bỏ không ăn ban đêm từ bỏ ăn phi thời hôm nay đêm này và ngày này ta cũng dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm từ bỏ không ăn ban đêm không ăn phi thời với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ sáu được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán từ bỏ không đi xem múa hát nhạc diễn kịch không trang sức bằng vòng hoa hương liệu dầu thoa và các thời trang hôm nay đêm này và ngày này ta cũng từ bỏ không đi xem múa hát nhạc diễn kịch không trang sức bằng vòng hoa hương liệu dầu thoa và các thời trang với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ bảy được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận không dùng giường cao giường lớn từ bỏ không dùng giường cao giường lớn hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận không dùng giường cao và giường lớn với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ tám được thành tựu này các tỷ kheo, Ngài trai giới thành tựu, Tám chi phần được thực hành như vậy. Thời có được quả lớn, Có lợi ích lớn, Có rực rỡ lớn, Có biến mạng lớn,